Alright, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Vinh. Và chúng ta sẽ bắt đầu đến với một series mới trong năm nay. Đó chính là series Cutting cùng mình và hành trình để săn lùng cái tấm vé ProCard. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi qua một xíu về cái hành trình của mình của năm ngoái. Thì trong năm ngoái mình đã thi đấu các giải như sau, là giải thành phố, đồng thời là giải NPC và cuối cùng là giải trẻ quốc gia. Thì bây giờ chúng ta sẽ recap sơ qua về cái hành trình thi đấu của mình năm ngoái ha. Và đến với hành trình năm nay, thì mục tiêu của mình năm nay là gì? Thì hiện tại mình đang chuẩn bị cho một giải đấu gần nhất là 12 tuần, là giải NPC Pro League được tổ chức tại Phan Thiết để giành cái tấm vé Regional. Thứ nhất là mình muốn tham gia một giải Regional để mình có thể tham gia những giải Pro Show khác. Và mục tiêu cuối cùng của mình là tranh giành tấm vé Pro Card. Thì kế hoạch của mình năm nay, thì trong mùa siết này mình sẽ cố gắng chia sẻ cho mọi người về những kiến thức, những kinh nghiệm và những cái trải nghiệm thật nhất, cần thiết nhất cho mọi người đang trong một cái hành trình giống mình, hành trình thay đổi cơ thể, hành trình thay đổi bản thân ha. Và ok, nói sơ qua một chút về tấm vé Pro Card, thì tại sao mình lại săn tấm vé Pro Card này. Thứ nhất, tấm Pro Card. Thứ nhất là khi một vận động viên sở hữu tấm Pro Card, đó có nghĩa là tấm Pro Card này sẽ nói lên được bạn là một vận động viên thực sự chuyên nghiệp. Và chuyên nghiệp ở đây được công nhận bởi liên đoàn thể hình quốc tế là IFBB Pro League. Thì đối với đa phần tất cả những vận động viên tham gia trong bộ môn thể hình, khi mà có một tấm vé Pro Card thì cũng giống như là có một cái tấm bằng bác sĩ vậy đó. Nên là đa phần ai cũng sẽ khao khát để có một cái danh hiệu này. Và hiện tại ở Việt Nam mình thì số lượng người sở hữu tấm vé Pro Card thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, và đa phần sẽ đến từ hạng mục Men Physique. Và mình sẽ tham gia lần này để giành tấm vé Pro Card ở những cái hạng mục khác như là Classic Physique hoặc là Bodybuilding. Thì ở hạng mục nào đến cuối mình sẽ cho mọi người biết ha. Và đó là đầu tiên những gì mình muốn chia sẻ cho mọi người về cái hành trình tiếp theo của mình trong năm nay. Và bây giờ thì ở đây mình hiện đang có mặt tại VFS Vinfinity Fitness Studio, là phòng tập cá nhân của mình ha. Và bây giờ mình sẽ lên máy InBody để cho cái máy này đo thử xem là thể trạng về mặt giấy tờ của mình nó sẽ như thế nào. Với cân nặng vào buổi chiều lúc 5 giờ nhỉ, 5 giờ là mình đang ở mức cân nặng là 109 kg. Two hours later. Rồi, vậy là mình đã in body xong rồi. Thì bây giờ bạn có thể lên coi, thì chỉ số nó cũng giống như là một vài hôm trước mình đo. Hiện tại mức body fat đang ở ngưỡng là 7.6% và lượng cơ nạc nó đang là 58.3 kg cơ. Và bây giờ mình sẽ cho in tờ giấy này ra. Thì đa phần đối với một chiếc máy InBody với tính chất là một vận động viên thể hình giống mình, thì mình đã đo InBody rất là nhiều lần rồi. Và đây là một cái công cụ để mình có thể tham khảo xem cái tiến độ giảm mỡ của mình nó đang hoạt động có tốt hay là không. Thì hiện tại là lượng body fat của mình nó đã giảm từ 10% xuống 7.6%, và lần cuối là vào một tháng trước, thì có vẻ như là chúng ta đang đi khá là đúng đường. Và bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem thể trạng hiện tại của mình
nó sẽ như thế nào ha? Rồi. Hiện tại lượng calo mình đang ăn để cho mình vào cái trạng thái thâm hụt calories là nó đang rơi vào khoảng từ 3.200 cho đến 3.400 calo. Có nghĩa là mình ước chừng là một ngày mình sẽ tổng cái lượng calo đốt của mình, nó nếu mà thấp lắm ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng 3.800 hoặc là 4.000 calo, tại vì mình có đi tập. Và nếu mà những ngày mình off thì mình sẽ thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng 3.800, thì có nghĩa là mình đang thâm hụt khoảng 500 calo một ngày, và mình sẽ cố gắng giữ cái tiến độ này đều cho đến cái ngày thi, thì mình sẽ giảm được đâu đó khoảng 4 cho đến 5 ký mỡ nữa. Tại vì từ đây cho đến ngày thi là sẽ còn khoảng 12 tuần này mình lấy 500, mình nhân 7, có nghĩa là 3.500 calories mình có thể deficit trong một tuần. 3.500 calorie này nó sẽ tương ứng với lại là nửa kg mỡ, nó khoảng nửa kg mỡ, và cứ nhân lên cho 12 thì nó sẽ ra bao nhiêu, chia 2 ra thì mình sẽ mất đâu đó khoảng 5-6 ký mỡ nếu như là mình giữ cái tiến độ này tốt. Nhưng mà đa phần nó chỉ là về mặt lý thuyết thôi. Tại sao? Tại vì đến khoảng cái thời gian cuối khi mà mình giữ cái cơ thể mình như vậy, mình có thể mình thâm hụt sâu hơn, mình muốn đẩy nhanh tiến độ hơn, hoặc là về mặt sinh lý của cơ thể con người thì mình sẽ không thể nói được những lúc stress hơn, những lúc out plan bằng một cái số lý do nào đó thì có thể mình không biết được. Nhưng mặt bằng chung thì mọi người khi mà lên về một cái kế hoạch giảm mỡ thì nó sẽ là như vậy. Ví dụ như là bạn chỉ còn có khoảng 8.3 kg nữa, bạn tổng cái lượng body fat của bạn chỉ có khoảng 8.3 kg, thì rõ ràng là bạn không cần phải mất đến 16 tuần hoặc là 20 tuần để giảm. Nhưng nếu cái mức bắt đầu của bạn đang ở ngưỡng ví dụ như 25%, 30%, 35%, thì đa phần mình muốn cái khoảng thời gian giảm mỡ của mình nó phải dài ra, có thể là phải 20 tuần, 25 tuần, để cho mình có một cái nhịp thoải mái trong cái cuộc sống hàng ngày và mình vẫn có thể giảm mỡ tốt. Thì đó là tùy vào cái mức bắt đầu của mọi người. Đối với mình thì mình có thể, ví dụ như là mình còn khoảng 3 tuần nữa là mình có thể ở một cái thể trạng tốt để chụp hình và có muối đi biển đồ này nọ, nhưng mà không, mình phải đặt cái mục tiêu cao hơn là mình phải có cái lượng cơ nạc nhiều nhất có thể và lượng mỡ phải thấp nhất có thể, với một cái condition nó phải amazing, có nghĩa là phải nhìn rất là đặc biệt để có thể tranh được cái tấm vé pro card. Thì đây là một cái khía cạnh khác ha, nó không phải là như là một người bình thường giảm cân giảm mỡ, thì đây là một cái phạm trù nó cực kỳ khác và nó sẽ khắc nghiệt hơn rất là nhiều. Và trong video ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người về hai yếu tố mà mình cực kỳ tâm đắc để giúp cho một cái mùa siết của mình nó thành công. Thứ nhất, đầu tiên là trong phòng tạ, đó là về cách bạn tập. Đầu tiên thì mình sẽ có những yếu tố để tập luyện và các tiêu chí để tập luyện như sau để cho mình có một cái mùa siết thành công. Thứ nhất là trong một buổi tập mình phải cực kỳ tập trung về những gì mà mình đang làm. Lý do vì sao mình phải tập trung? Thứ nhất á, là não mình khi mà tập trung thì nó sẽ connect, có nghĩa là nó sẽ kết nối với những cái nhóm cơ tốt hơn. Từ đó khi mà tập mình sẽ có thể tập luyện hiệu quả hơn và cơ bắp của mình nó có thể được truyền tín hiệu tốt hơn. Từ đó có nghĩa là mình sẽ có thể tăng được cái lượng cơ nạc hoặc là giữ được cái lượng cơ nạc trong một cái mùa cutting khắc nghiệt. Thứ hai là mình chỉ cần tập đúng và đủ và mình sẽ không để cơ thể mình phải đi quá xa so với cái mức chịu đựng của mình, nhất là trong những cái thời gian đầu. Tại vì sao? Khi mà mình tập quá nhiều hoặc là mình cardio quá nhiều, mình đưa cơ thể mình vào một cái trạng thái quá tải như vậy, thứ nhất là trong phòng tạ sẽ tăng cái rủi ro chấn thương, mà một khi chấn thương thì nó lại giảm đi cái hiệu suất, nhất là cái kết quả thi đấu của mình nó rất là nhiều, thì mình sẽ không muốn cái điều đó xảy ra. Thứ hai là
khi mà để cơ thể vào một cái trạng thái quá tải quá sớm thì cái lượng cortisol nó sẽ tiết lên và nó sẽ không, cái lượng cortisol trong cơ thể của mình nó sẽ đa phần trong ngày là nó sẽ rất là cao, và điều này nó cũng sẽ không phải là một cái môi trường tốt để cho mình có thể giảm mỡ một cách hiệu quả. Và một cái mẹo mà mình luôn nói với mọi người trong những video ngày xưa khi mà mình làm một cái series lịch tập dành cho người mới, đó chính là phải đảm bảo đủ 20 set cho một tuần cho một nhóm cơ, và đây là nó sẽ rơi vào khoảng nhóm cơ lớn, và đừng bao giờ quá 20 set. Thì đây là một cái mẹo mà mình đã nói rất là nhiều trong những video trước rồi, và những người mới thì đa phần các bạn sẽ không để ý đến cái việc này, và mọi người đa phần đang có một cái trend là tập to failure và tập kiểu cứ bào cho tới đi để biết cơ thể cái khả năng của mình như thế nào. Thì đây là cái kinh nghiệm của mình sau rất là nhiều năm, và mình đã tập luyện cho đến thời điểm này là gần 10 năm rồi. Mình tập luyện từ lúc 13 tuổi. Thì lúc này bạn có thể trải qua hết, và sau này bạn cũng có thể quay trở lại để biết và hiểu được những gì mình đang nói ha. Bạn có thể trải nghiệm hết đi. Nhưng mà một cái cue, nhưng mà một cái mẹo để lưu ý là đừng quá 20 set tập cho một nhóm cơ lớn trong một tuần. Alright. Và đến với một yếu tố nữa, đó chính là một yếu tố ở bên ngoài phòng tập, đó chính là giấc ngủ. Thì trong tất cả những video của tất cả những influencer về fitness ngoài kia thì họ luôn nói bạn là cần phải ưu tiên giấc ngủ. Nhưng mà đối với mình thì mình cần phải nhấn mạnh thêm về cái yếu tố này, tại vì nếu mà không có nó thì coi như cả một cái mùa siết, và kể cả mình làm bất cứ việc gì nó cũng sẽ không có thể mang lại cho mình một cái hiệu quả tốt nhất được. Trong một chu kỳ giấc ngủ thì nó sẽ chia ra làm 4 chu kỳ, và mình rất là quan trọng vào chu kỳ cuối, đó chính là REM sleep. Và đó chính là một cái chu kỳ mà sẽ đưa cơ thể bạn vào một cái trạng thái phục hồi một cách tốt nhất. Thì mình muốn mọi người phải đảm bảo một cái yếu tố là ngủ đủ và ngủ đủ sâu. Thì để có thể làm được việc này, mọi người cần phải đảm bảo một ngày dành ra khoảng từ 6 cho đến 8 tiếng cho cái việc ngủ. Thì đây là một cái mặt bằng lý thuyết rồi, đúng không? Nhưng mà nếu mà không làm được thì sao? Nếu mà một ngày chỉ ngủ được khoảng 5 tiếng, 4 tiếng thì sao? Thì đương nhiên là mình sẽ không thể nào duy trì cái việc này lâu dài quá được. Nhưng mà mình có thể thay đổi một số yếu tố như sau. Thứ nhất là nếu mà mình chỉ có khoảng 5 tiếng để ngủ thôi thì mình phải ưu tiên cái khoảng thời gian trước khi mà mình ngủ. Có nghĩa là thứ nhất là trước khi ngủ khoảng 2 tiếng là mọi người sẽ bắt đầu bớt hạn chế những cái ánh sáng xanh lại đi. Thứ hai nữa là hạn chế cái nguồn caffeine là vào từ 5 cho đến 6 giờ trước khi ngủ. Và yếu tố cuối cùng là để cho đầu óc của mình bớt có stress trước khi mà vào ngủ. Tại vì sao? Khi mà stress quá thì làm sao, khi mà đầu óc suy nghĩ quá nhiều thì không thể nào mà rơi vào một cái giấc ngủ nó trơn tru và nó smoothly được. Nên là nếu mà mọi người chỉ có khoảng 5 tiếng để ngủ thôi thì cố gắng làm sao lấy 5 tiếng này ngủ hiệu quả nhất có thể. Thì mình lấy được bao nhiêu càng tốt. Nhưng mà một cái khoảng thời gian mà nó lý tưởng nhất là đều là từ 6 cho đến 8 tiếng. Thì đối với mình trong một cái mùa siết và với cái tạng người này của mình thì đáng ra là mình phải ngủ nhiều hơn, từ 7, 8 tiếng, 9 tiếng. Nhưng mà mình nếu mà trong cái khoảng giai đoạn mà mình làm việc mà mình ngủ nó thì là 8 tiếng một ngày là mình sẽ rất là mừng. Nhưng mà đa phần trong một ngày là mình sẽ ngủ được khoảng từ 5 cho đến 6 tiếng thôi. Nhưng mà đó là cái cách mà mình muốn tối ưu được cái giấc ngủ của mình, và mọi người có thể tham khảo. Thì đó là hai cái yếu tố mà mình thấy là nó giúp mình rất nhiều cho cái mùa siết lần này. Tuy là mùa siết này mình còn đến tận 12 tuần nữa mình mới lên sàn. Và tuy là mùa siết này mình còn đến tận 12 tuần nữa mình mới lên sàn, nhưng mình sẽ muốn chia sẻ những cái gì nhiều nhất có thể để cho mọi người có thể là, ví dụ như là khoảng thời gian này là mùa hè nên là sẽ cùng mình để tham gia chung với mình trong cái hành trình này nha. Alright, và đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Nếu mà mọi người thấy nội dung của video này hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cái hành trình này của mình nha. Và hãy comment ở bên dưới nếu mọi người muốn mình làm về những cái chủ đề nào đó tiếp theo. Và chào mọi người, hẹn gặp lại vào video tiếp theo.